Mời cả nhà dùng cà na lắc với mình nha. Này còn mùi nước mắm thơm thơm, có gì ớt cay cay nồng nồng, ăn vô ngắt ngay. Hello, xin mến chào cả nhà Thắng Hương. Lan rất vui gặp lại cả nhà trên kênh của Lan. Đây Lan sẽ mời cả nhà đi bẻ cà na. Đây là cây cà na. Lan sẽ leo này bẻ cà na xong mình sẽ đem về nhà mình làm cà na lắc. Mà cả nhà theo chân mình leo lên cái cây cà na nha. Rồi đón xem cái phần cà na lắc nha, xin cây. Không biết nhiều hết mà cho nguyên bao đi trong đây. Đừng quay cái độ sexy của mày. Chỗ đâu có con rắn chết đó. Oh my god, who the hell cares? Cả nhà theo chân mình về nhà của Lan. Lan sẽ làm cà na lắc, đi thôi. Giờ mình đập cà na, mình sẽ làm món cà na lắc nha. Giờ cà na thì mình đã đập xong rồi đó cả nhà ơi. Giờ mình sẽ thêm gia vị vào. Đây là 2 muỗng nước mắm nha cả nhà. Giờ mình sẽ cho nó 3 muỗng rưỡi đường. 1 2 muỗng rưỡi rồi, tại nó nhảy quá. Rồi 3 muỗng rưỡi đường. Đây sắp xong rồi cả nhà ơi, quậy cho đường nó tan, nó hỗn hợp rất là đậm đặc cà na của em.
nước mắm em mua. Mình để cà na vô keo. Lỡ xong mình sẽ lắc. Lắc tầm khoảng 5 phút thì nó sẽ thấm. Lắc đi cả nhà ơi. Sau một hồi rất giả với hai cái tay, cà na mình đấy, ồ mở ra. Mở rồi nó thơm. Ok. Này, mà cái nhà ăn cà na lắc cái mình ăn thì mình sẽ ngon lắm thôi nhà ơi. Bữa nay mình làm clip á, cho nên là mình lắc nó cũng hơi nhanh. Chứ mình làm lâu lâu á, mình để cho nó thấm như vậy là nó rất là ngon. Nhưng hiện tại nó cũng đã ngon đó, cái nhà cà na vẫn còn tươi nè, còn mùi nước mắm thơm thơm. Có gì ớt cay cay, nồng nồng, ăn vô ngắt ngay, hết sảy không vậy. Mời cả nhà dùng cà na lắc với mình nha. Rất là ngon. Cắn thêm miếng ớt. Quá ngon cả nhà. Ngon lắm. Này là cái na, mình đặt ra mình làm đi luôn, mình không có ăn. Bớt nước lại cái na chua. Nó bị đắng không bị chát thì mình làm gì ăn rồi ngon. Còn na chát mình bớt nước mình không xả bỏ nước đắng thì thôi nó đắng. Len xin được phép video ở đây. Cảm ơn cả nhà ủng hộ Len bằng cách đăng ký và bấm chuông cho Len một like. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.